Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hà, đang làm việc tại dự án Hyundai Heuristech. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý vị và các bạn cùng toàn thể anh chị em trong công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Năm vừa qua cũng là một năm làm việc vất vả của tập thể PMC nói chung và dự án Hyundai Heuristech nói riêng. Những ngày cuối năm là những ngày mà các thành viên ở ban quản lý dự án cũng như các anh em ở phòng kỹ thuật đang tất bật chuẩn bị cho không khí Noel và không khí đón Tết của cư dân. Với tôi bước chân vào PMC được từ 2 năm trước, nhưng mà tôi chưa không hề có bỡ ngỡ. Tôi đã coi PMC như một gia đình thứ hai của mình. PMC đã cho tôi rất nhiều, đã cho tôi được học rất nhiều từ đồng nghiệp, những cái khóa đào tạo của công ty, đào tạo về kỹ năng 5S, Kaizen, Omotenshi. Quan trọng hơn cả, ở PMC mọi thành viên đều được thể hiện cái khả năng, thể hiện bản thân trong công việc. Làm việc tại công ty cung cấp dịch vụ như PMC, chúng tôi luôn hiểu rõ là phải hỗ trợ khách hàng 24/7, phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Và sang năm mới tôi cũng mong ước công ty PMC có thêm được nhiều dự án, và những anh em tại dự án như chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình, để đóng góp những công sức của mình cho công ty có thể phát triển được hơn. Sang năm mới rồi, tôi cũng kính chúc toàn bộ anh chị em trong công ty luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho công ty PMC sẽ phát triển hơn trong cái ngành quản lý, trong ngành khai thác bất động sản. Vừa rồi là cái tâm tư, cái nguyện vọng của cá nhân tôi xin được chia sẻ. Và cuối cùng thì tôi kính chúc cho sức khỏe cho toàn công ty, tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới.